Đến video thứ ba, chúng tôi chia sẻ vườn cảnh nhà anh Bình Tư Tịnh ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng đến với một tác phẩm khế. Một số những cái chậu bông trang đỏ rất đẹp. Đến với một tác phẩm Cần Thăng. Đây là tác phẩm Lộc Vừng, cây thứ hai tôi gặp trong vườn. Có thể còn một vài cây nữa nhưng tôi đi chưa hết.
Và đặc biệt hơn cả là cạnh tác phẩm Lộc Vừng tôi thấy có một cây tác phẩm xanh. Đi vào miền Nam gặp xanh thì rất ít. Tôi cũng sẽ gửi hình ảnh của một tác phẩm xanh trong vườn cảnh anh Bình Gò Vấp. Cái này nó phải cây duyên tùng nha. Duyên tùng. Đúng rồi. Chúng ta thưởng thức bóng dáng của một tác phẩm duyên tùng. Những cái phần những cái giải lúa được về rất là nghệ thuật. Và bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm khế. Khi xoay ống kính đến phần thân bệ của cây khế, tôi thật ngỡ ngàng với cái bệ rễ đã quắp móng rồng và trải đều ra các phía, và một cái thân cây khế rất côn. Vâng, quả là một tác phẩm khế cực kỳ đẹp.
Vâng, với bóng dáng của Linh Sam, dáng siêu, nhìn rất là vui mắt. Vâng, và để kết thúc video, trong 3 video tôi chia sẻ không gian vườn cảnh anh Bình, chúng ta vẫn hay gọi là Bình Tư Tịnh, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vì thời gian có hạn tôi phải di chuyển và với không gian quá rộng hàng nghìn hectare mét vuông của anh Bình, tôi để dành một dịp khác. Khi vào phía Nam thời gian lâu hơn, tôi sẽ đến đây để chia sẻ tiếp một cách số lượng lớn hơn đối với chúng ta. Mời các bạn chúng ta thưởng thức được đầy đủ hơn. Trong dịp này tôi chỉ ghi nhận được 3 video vườn cảnh anh Bình Gò Vấp. Để bây giờ chúng tôi lên xe di chuyển ra về Trảng Bom, Đồng Nai, theo lời mời của các anh trên Trảng Bom. Chúng ta cùng nhau ngắm một cái tác phẩm Tùng La Hán dáng siêu. Mặc dù đang vào dây để định hình, nhưng mà với cái bóng dáng siêu rất đẹp như thế này, vâng, sẽ là một tác phẩm Tùng La Hán được chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích. Nó chật quá tôi không thể lấy xa ống kính được nữa. Đó là những cái hình ảnh trong 3 cuốn video tôi tạm thời ghi nhận trong dịp đến thăm vườn cảnh anh Bình Gò Vấp. Hẹn các bạn lần sau, tôi sẽ vào lâu thời gian hơn đến thăm vườn cảnh anh Bình để chia sẻ tiếp tục với chúng ta cùng nhau thưởng thức. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.